Đấu La Lại Lục phần 2 tập 504, Sự Đánh Căng Thất Quái bối bối phần 3, Tuyệt Thế Đường Môn. Đây là loại rượu cao cấp nhất do Hiệp hội Thương hiệp của Thiên Hồn Đế Quốc là luyện chế ra. Này, có muốn uống một ly hay không? Trương Nhạc Huyền thản nhiên nói. Tu Nhi lúc này lắc đầu liền nói, ta không hy vọng rằng bị mấy thứ này ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Trương Nhạc Huyền nhấp một ngụm rượu, vị rượu hơi là chua xót nhưng mà vô cùng là lồng đậm, hương thơm hoa quả vô cùng là phong phú, mùi vị nhàn nhạt càng làm cho dư vị kéo dài. Đôi khi thì cũng nên là học cách phóng túng bản thân, tinh thần của người kéo quá căng. Trước đây ta cũng là có một đoạn thời gian giống như người vậy, nhưng mà sau đó ta phát hiện ra như vậy là không được. Đối với sự tu luyện của mình ngược lại là có tác dụng phụ, hiện tại ngày càng nghiêm trọng hơn so với ta lúc trước. Tâm tình của người đã làm căng thẳng tới một trình độ nhất định rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm có khả năng sẽ là xuất hiện ra vấn đề. Ta không có, Vương Tu Nhi lạnh lùng để nói. Trương Nhạc Huyền cười thầm nhìn nàng. Không có, là một người từng trái, bộ dáng bây giờ của người ta quá quen thuộc rồi. Người giống như là ta lắm đó, từ sau khi ngươi cùng với Vũ Hạo trở về, ta chưa bao giờ thấy trên mặt người có nét tươi cười. Ngoại trường đốc thúc mọi người tu luyện ra, người cũng chỉ là biết ngẩn ngơ một mình, là bởi vì Vũ Hạo đúng hay không? Vương Thu Nhi hơi là chút sững sờ, không có hé răng cũng là không có phản bác. Trương Nhạc Huyền thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội hay không? Lúc này thì Vương Thu Nhi vẫn là không nói gì cả, nhưng hai tay lại là không chịu tự chủ được mà nắm chặt lại. Không có cơ hội đúng không? Không ngờ rằng người cũng giống như là ta. Ha ha, Trương Nhạc Huyên là lở lụ cười, giống như rất là vui vẻ nhưng mà sâu bên trong mắt lại là ngấm lệ. Giống như người, Vương Thu Nhi nghi hoặc nhìn nàng. Trương Nhạc Huyên cười rồi nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta đều đã là yêu một người, một nam nhân căn bản là không có khả năng ở bên cạnh mình. Có lẽ ngươi còn có một chút cơ hội, ít nhất thì ngươi cũng là cùng hắn rất là xứng đôi. Còn ta, ha ha, uống một hơi cạn sạch ly rượu ngon, Trương Nhạc Huyền xoay người đi vào trong thư viện. Nhìn thân ảnh thoáng run rẩy và có chút cô đơn của nàng, Vương Thu Nhi theo bản năng là đi theo. Trương Nhạc Huyền đột nhiên là dừng bước trở lại, đưa lưng về phía của Vương Thu Nhi liền nói, Thu Nhi, người nói xem, nữ nhân chúng ta nhất định là phải sống dựa vào nam nhân hay sao? Vương Thu Nhi không chút do dự liền nói, đương nhiên là không rồi. Trương Nhạc Huyền xoay người, ánh mắt đột nhiên là trở nên sắc bén. Vậy thì hãy cho hắn biết, người mạnh hơn hắn đi. Cho dù không chiếm được tình yêu của hắn, cũng là không để cho hắn thấy được sự yếu đuối của người. Đây là sự tôn trọng cuối cùng của chúng ta. Vương Thu Nhi ánh mắt là ngưng tụ, nhìn thấy sự chấp nhất của Trương Nhạc Huyền, thậm chí là trong ánh mắt cố chấp còn mang theo một chút điên cuồng, nàng dùng sức gật đầu. Được rồi. Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc là cũng công bố quy chế của đại tái. Mỗi một đội ngũ đều là nhận được một tờ thuyết minh về quy chế của đại tái từ ban tổ chức. Khi mà Vũ Hạo nhận lấy được tờ thuyết minh này, không khỏi nhíu chặt mày. Quy chế lần này cũng là lời nói lúc trước của Huyền Lão có khác biệt. Dựa theo quy chế lần này, toàn bộ đại tái chia làm hai giai đoạn, vòng loại và vòng chung kết. Tông môn đại biểu cho đội của cùng học viện, đại biểu đội tốt nhất tất cả đều tham gia chung với nhau. Ở giai đoạn vòng loại, đúng là đấu loại, nhưng mà giống như lại là thay đổi một chút. Sàn đấu đều thiết lập ở vùng ngoại ô của Minh Đô, chứ không phải là như mọi lần. Ở trong trung tâm thành thị, trong thuyết minh có viết một điều kiện khiến cho Vũ Hạo là chú ý. Cho dù là vòng loại hay là vòng chung kết, cũng chỉ là hạn chế đường kính của sân đấu mà không giới hạn độ cao. Đừng nhìn một câu thuyết minh đơn giản như vậy, nhưng lại là khiến cho sự cảnh giác ở trong lòng của Vũ Hạo tăng lên rất là nhiều. Cái gì gọi là không giới hạn độ cao? Các học viên đến đây dự thi có thể là có cường giả cấp bậc là hồn thánh hay sao? Hiển nhiên là không có rồi. Hồn đế cũng là đã là cực kỳ cực hạn của tuổi 20, nghĩa là việc không giới hạn độ tuổi độ cao với hồn sư mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Chỉ một số hồn sư có vuồn có thể phi hành, còn tuyệt đại đa số mọi người là không thể bay được. Nhưng mà tình huống như nhau ở bên người của hồn đạo sư là hoàn toàn là không giống nhau. Chỉ cần có đường phi hành hồn đạo khí, từ tứ hoàn hồn tông hồn đạo sư có thể là bay lượn ở trên bầu trời, từ trên trời tiến hành công kích xuống mặt đất. Không thể nghi ngờ gì, quy chế đại tái lần này cực kỳ là ưu đãi cho hồn đạo sư. Đấu La Đại Lục bốn quốc gia, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc chính thức có được số lượng khổng lồ hồn đạo sư. Trên thực tế thì cũng chỉ là có Nhật Nguyệt Đế Quốc mà thôi. Quy chế của đại tái lần này quả thực là chính là thiên vị trắng trận. Nhật Nguyệt Đế Quốc quả nhiên là cường thế. Đương nhiên thì Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là không dám làm quá. Ngoại trừ điều này ra, phương thức tích điểm ở vòng đấu loại cá nhân cũng là có chút thay đổi, tính toán dựa theo nhân số bị đánh bại. Nói một cách khác, nếu như ở trong vòng đấu loại cá nhân này có một bên có thể là một mình toàn thắng 7 trận, như vậy dựa theo tính toán của bọn họ sẽ là có 7 điểm.
trận đấu đoàn đội sau đó thậm chí là không cần phải tiến hành. Bởi vì đoàn đội thi đấu chỉ là được 5 điểm, không có cách nào để lật ngược thế cờ. Đương nhiên thì ở các kỳ đại tái lần trước, muốn một mình toàn thắng bởi trận cơ hồ là không thể nào. Cho nên, nếu như bên giành được thắng lợi ở vòng đấu loại cá nhân không thể đạt được hơn 5 điểm, như vậy thì đoàn đội thi đấu nhất định là sẽ được tiến hành. Đối thủ sẽ là có cơ hội lật ngược thế cờ. Đương nhiên, điểm số cũng là rất quan trọng, điểm số của mỗi trận thi đấu đều là được ghi chép trở lại. Khi mà gặp phải một ít tình huống đặc biệt, những điểm số đó sẽ là mang tính quyết định. Ví dụ như là tổng cộng có 167 đội dự thi, nhưng mà vòng chung kết của 32 đội mạnh nhất cũng chỉ là có 20 mấy đội trực tiếp là vào vòng trong thông qua đấu loại. Phần còn lại là những đội ngũ bổ sung sẽ lấy điểm số cao thấp tiến hành vào vòng trong, mà tiến vào vòng chung kết của 32 đội, điểm số càng cực kỳ là quan trọng. Các bảng thi đấu sẽ là dựa theo điểm số tiến hành bài danh, cuối cùng là vòng tứ kết 8 đội. Mặc dù cũng là khu vực đấu loại, nhưng mà điểm số cũng là sẽ quyết định thứ hạng của các đội ngũ. Việc thay đổi tỷ số này cũng là tương đối tốt, làm cho hệ thống thi đấu càng trở nên nghiêm chỉnh và có trình tự hơn. Quy chế đại tái thay đổi nhất định là làm cho tình huống của trận đấu càng xuất hiện ra thêm biến hóa. Trong lúc Vua Hạo đang nhắm mắt trầm tư, tiếng đập cửa vang lên. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa rồn rập mà mạnh mẽ hiện ra tâm tính của người tới đây rất là vội vàng. Vương Đồng Nhi đang giặt quần áo cho Vua Hạo ở trong nhà tắm, vội vàng đi xa. Ai vậy? Là ta, Kiều Kiều đây. Thanh âm của công chúa điện hạ Hứa Kiều Kiều của Vương Tinh La đế quốc truyền đến. Vương Đồng Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Vua Hạo, ánh mắt vừa tiếp xúc, hai người cũng là đều thoát ra một tia mỉm cười. Vị công chúa điện hạ này tới thật là nhanh. Mở cửa, Vương Đồng Nhi mời công chúa Kiều Kiều tiến vào. Ngày hôm nay Hứa Kiều Kiều mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc dài bước được búi lên, càng biểu hiện ra khí chất cao quý của nàng. Chẳng qua lúc này sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, mặc dù đã là lập tức là áp chế, nhưng sự hưng phấn ở sâu trong đánh mắt cũng là không thể nào che giấu được. Phía sau của Hứa Kiều Kiều chính là vị lão bà váy đỏ kia. Ngày hôm qua Vua Hạo cũng là cố ý hướng Trương Nhạc Huyền hỏi thăm một chút, vì lão bà váy đỏ này cũng là một cường giả thành danh đã là lâu. Mọi người cũng là chỉ biết tên của bà là Mạn Ý, nhưng không ai biết rằng bà ta họ gì. Vũ hồn là Tinh Vân Phiến, phong hào là Tinh Vân, cường giả cấp bậc là Phong Hào Đấu La. Dựa theo cách nói của Trương Nhạc Huyền, tu vi của vị Tinh Vân Đấu La này cũng được đạt tới siêu cấp Đấu La đẳng cấp là 95. Cấp 95 cũng không phải là dễ dàng vượt qua được, đó cũng là một thế giới mới của cấp bậc Phong Hào Đấu La bình thường. Xin chào công chúa điện hạ, xin mời ngồi. Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn, hướng Hứa Kiều Kiều là hơi thủ lễ rồi mời. Lúc này Hứa Kiều Kiều rõ ràng là biết mình nhất định là phải tỉnh táo, nhưng mà tâm tình của nàng nói sao cũng là không bình tĩnh được. Sáng sớm hôm nay Tinh Vân Đấu La quay trở lại, sau khi nàng đem theo kết quả thực nghiệm nói cho Hứa Kiều Kiều, Hứa Kiều Kiều chỉ là cảm thấy bản thân quả thực là muốn điên. Loại tâm tình này đã là hoàn toàn không thể nào dùng từ khiếp sợ hay là giật mình để hình dung. Sau đó nàng tức tốc tới lời này, thở sâu, miễn cưỡng áp chế một chút tâm tình trong lòng, ngẩng đầu nhìn về hướng của người thanh niên trước mặt chỉ là có thể động một cánh tay này. Vũ Hạo lúc này cười híp mắt, mang một bộ dáng vô hại, giống như là hắn căn bản là cũng không biết vị công chúa điện hạ này tại sao lại tới đây. Hoắc Vũ Hạo, người chắc chắn là đã biết vì sao ta đến đấy. Công chúa Kiều Kiều dù sao cũng là trải qua vô số gặp mặt cấp cao, cho dù là tâm tình kích động nhưng vẫn là miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Vũ Hạo gật đầu, nét tươi cười trên mặt đột nhiên là thu liếm, nhàn nhã liền nói, nhất định là bởi vì quy chế mới của kỳ đại tái lần này nên mới đến đây. Nhật Nguyệt Đế Quốc thật sự là quá đáng, tự nhiên là không giới hạn độ cao trong trận đấu này. Đây quả thật là vì là những hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc mà quy định mà quy chế. Hứa Kiều Kiều nghe vậy sửng sốt, ngươi nói cái gì vậy? Vũ Hạo đem tờ thuyết minh quy chế đại tái đang cầm trong tay đưa cho nàng. Lúc này thì mặc dù tâm tình của Hứa Kiều Kiều là không ở chỗ này, nhưng mà đại tái cũng rất là quan trọng, không tránh khỏi được nàng không chú ý. Đơn giản nhìn một lần, nàng đã là hiểu ra ý tứ của Vũ Hạo rồi, cho mày nhíu lại liền nói, vậy ngươi cho rằng nên làm thế nào đây? Vũ Hạo trên mặt tức giận biến thành trầm tĩnh, tập thể chống lái. Hứa Kiều Kiều hừ một tiếng rồi nói, có tác dụng hay không? Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, cũng phải thử một chút thôi, ít nhất là cũng gây cho bọn họ một chút áp lực, để cho bọn họ sau này sẽ là không làm ra động tĩnh gì nữa. Hứa Kiều Kiều hơi gật đầu liền nói, chuyện này đợi một lát chúng ta nói sau. Gia cắt thần nỏ pháo và bình sữa mà người cung cấp, chúng ta cũng là thí nghiệm quá rồi. Vũ Hạo thần sắc không thay đổi, kết quả như thế nào vậy? Hứa Kiều Kiều nhìn bộ dáng mỉm cười và bình tĩnh của hắn, thật muốn bay qua dùng sức tát một cái, lạnh lùng liền nói, người rất là đắc ý hay sao? Vũ Hạo nhàn nhiên liền nói, ta có hay sao? Hứa Kiều Kiều cả giận nói tiếp, vậy ngươi cười cái gì vậy?
Vũ Hạo sợ khóc sợ cười rồi nói, mặt mỉm cười chẳng lẽ là không phải là tôn trọng công chúa điện hạ hay sao? Nếu như ngài không muốn nhìn thấy nữa, ta đây cũng là không cười là được rồi. Nói xong, hắn còn như là thu liễm tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Hướng Kiều Kiều nhìn bộ mặt của tên này đột nhiên là trở lên phất tính, không khỏi là có chút sợ khóc sợ cười, tức giận trong lòng cũng là tự nhiên là tan hết vài phần. Chúng ta khảo nghiệm qua ra các thần nỏ pháo và bình sữa phong kín của các ngươi, hiệu quả rất là tốt. Lớn như chúng ta muốn mua với số lượng lớn, có thể có chiết khấu hay không? Công chúa Kiều Kiều chỉ là trong nháy mắt là đã khôi phục lại bình tĩnh. Ưu Nhã dựa vào ghế sofa rồi nói. Vũ Hạo lúc này lắc đầu nói tiếp, chỉ sợ là không được. Không được, ngươi có biết là ta muốn mua bao nhiêu hay không? Thanh âm của công chúa Kiều Kiều là thoáng đề cao vài phần. Vũ Hạo lắc đầu liền nói, ta không biết là công chúa điện hạ là muốn mua bao nhiêu, nhưng mà số lượng mua cũng là sẽ không thấp. Ta chỉ là biết năng lực sản xuất của đường môn có bao nhiêu. Trước mắt hồn đạo đường của đường môn chúng ta đang tiến hành xây dựng thêm, cần phải hao phí một số lượng lớn nhân thủ, bởi vậy ở khả năng sản xuất vẫn là còn có cực hạn. Mặc dù ta cảm thấy rất là xấu hổ, nhưng có một tin tức phải nói cho ngài biết. Ngày hôm qua ta vừa mới nhận được tin tức từ tổng môn, bởi vì nguyên vật liệu khan hiếm, sản phẩm của chúng ta có khả năng là phải tăng giá khoảng 30%. Xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Cái gì cơ? Hoắc Vũ Hạo. Hứa Kiều Kiều vừa nghe tức thì là nóng nảy, mạnh mẽ đứng dậy, bộ ngực là không ngừng là phập phồng, cắn răng nghiến lợi liền nói, lúc này còn chưa đến 2 ngày, ngươi chơi ta à? Vũ Hạo lúc này sung mình một cái rồi nói, không dám không dám, công chúa điện hạ, ngài không lên là nói lung tung, ta còn muốn cưới vợ mà. Ngươi, Hứa Kiều Kiều là cảm giác như là mình muốn điên mất rồi, tên này quả thật là rất là đáng giận mà. Vương Đông Nhi ở sau lưng của Vũ Hạo cũng là lặng lẽ nhéo hắn một cái tên bại hoại này, bề công ý tứ của người ta nói cũng là như là lời ung dung, đồng dạng là lữ nhân. Vương Đông Nhi đã là có chút là đồng tình với công chúa Kiều Kiều, đương nhiên thì bây giờ nàng đang cải trắng lắm, tự nhiên cũng là không thể biểu hiện ra thần thái của lữ giới, chỉ có thể là cúi đầu cố lén cười. Sắc mặt của Tinh Vân Đấu La Mạn Y cũng là không tốt, đứng lên trầm giọng để nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lật lòng tất phải là bị báo ứng đó. Sự uy hiếp của trong giọng nói hiểu rõ rõ ràng là không thể nghi ngờ. Vũ Hạo là than nhẹ một tiếng, cười khổ liền nói, thật sự xin lỗi hai vị, ta cũng là không muốn như vậy, nhưng các ngươi cũng biết rằng hơn 70% kim loại hiếm ở trên toàn bộ Đấu La đại lục này bị Nhân Nguyệt Đế quốc là táo túng, còn nghiêm cấm bán ra. Đường môn chúng ta vừa rồi là mới khắc phục lại không bao lâu, nào có đường xây có để mua nguyên vật liệu mới số lượng lớn như vậy. May là sự đánh khắc thành cũng là đủ phồn vinh, nếu không thì đến hạn chế hàng hóa chỉ sợ chúng ta cũng là không thể cảm đoan được. Nguyên vật liệu khan hiếm tất nhiên sẽ là dẫn đến giá cả tăng lên, ta cũng là không có biện pháp. Hướng Kiều Kiều tức giận liền nói, ngươi đừng có gạt người nữa, đường môn vẫn là vài người các ngươi làm chủ, ngươi còn dám nói là đường môn các ngươi cùng với học viện sửa lánh các không có bất cứ quan hệ nào hay sao? Có học viện sửa lánh các điều động tài nguyên của sửa lánh các thánh, các ngươi còn thiếu nguyên liệu, huống chi ra các thần nỏ pháo kia của các ngươi cũng chỉ là sử dụng một chút cương thiết có mật độ cao mà thôi.